cái con thịt ơi. Đó, một tháng đó thì coi như con nước đó là nó ngập tới là 5-6 ngày lận, mà coi như là đó là mình nói là giấc sáng đó nha. Đường lộ mà y gan như sông ở quê thì thôi chú ơi, bây giờ làm cái chiếc xuồng là bơi đi là thôi thoải mái luôn.